hơn gạo nếp gạo tẻ quyến rũ hết mức, lạnh lùng càng quét sang các quốc. Thần thái và vóc dáng của nữ diễn viên cũng đã khiến nhiều khách mời bên dưới phải trầm trồ khen ngợi. Những tháng gần đây, bộ phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ được xuất hiện trên khắp các diễn đàn thông qua những tình tiết gây tranh cãi. Theo đó, sau mỗi tập phát sóng, người xem đều bàn tán rôm rã và chia sẻ với nhau những đoạn phim hấp dẫn nhất. Không chỉ quan tâm đến các chi tiết trên màn ảnh, mà cuộc sống đời thường của các diễn viên cũng thu hút sự chú ý của khán giả. Trong số đó, nhân vật Hân do người đẹp Thúy Ngân thủ vai đã giành được nhiều sự quan tâm đặc biệt. Vừa qua tại show thời trang của nhà thiết kế Lý Quý Khánh, nếu như Hồ Ngọc Hà, Minh Tú, Lan Khuê, Mâu Thủy đã quá quen thuộc khi xuất hiện trên sàn các quốc, thì bà xã của Kiệt chính là một trong những gương mặt được mọi người mong đợi. Theo tiết lộ của cô bạn thân Diệu Nhi, thì Thúy Ngân vừa giảm cân thành công và vóc dáng của cô khi xuất hiện đã khiến các khách mời trầm trồ. Cái tên của nữ diễn viên đang rất hot trong thời gian này, vì thế sự có mặt của người đẹp càng tăng sức hút hơn. Thúy Ngân toát được vẻ lạnh lùng, thần thái đầy tự tin và hơn cả sự mong đợi của khán giả. Chính bản thân cô nàng cũng rất mong đợi cho đêm diễn này từ nhiều ngày trước. Nhan sắc của cô khi đứng cạnh các mỹ nhân khác cũng không hề thua kém. Sở dĩ việc cô nàng đầy tự tin khi đi các quốc trước đông người cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ không chỉ trong phim, Hân mới có được danh hiệu quý giá, mà ngay ngoài đời thật, nữ diễn viên cũng từng trải qua quá nhiều cuộc thi nhan sắc. Cách đây khoảng gần 10 năm, cô từng giành ngôi Á Khôi 1 Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2009, cùng giải phụ Người đẹp hình thể, top 20 Hoa hậu Việt Nam năm 2010. Thời gian gần đây, cô cũng xuất hiện trong khá nhiều chương trình thời trang uy tín và nhận được nhiều sự cổ vũ từ khán giả. Thậm chí, cô còn có khả năng thị phạm cho các gương mặt trẻ. Có thể nói năm 2018 vừa qua là một năm đầy thuận lợi của Thúy Ngân. Chỉ với một vai diễn, tên tuổi của cô đã chiếm sóng hầu hết các diễn đàn. Tần suất xuất hiện của nữ diễn viên trên sóng truyền hình cũng dày đặc hơn. Để đạt được những điều này thì ngoài may mắn không thể nào phủ nhận được tài năng và sự nỗ lực của cô trong từng dự án.